Chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự tại điểm cầu Hương Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam yêu cầu mặt trận các cấp tổ chức chỉ đạo quán triệt triển khai trong cả hệ thống chính trị đẩy mạnh hoạt động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tuyên truyền người dân hoàn thành khai báo y tế tổ dân phố ban công tác mặt trận nắm tình hình địa bàn để có thông tin cụ thể chính xác mặt trận tổ quốc phối hợp với ngành y tế tuyên truyền kịp thời tránh sự hoang mang của người dân tại điểm cầu hưng yên đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyễn duy hưng yêu cầu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và các tổ chức thành viên cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng các chỉ thị của chính phủ sự chỉ đạo của tỉnh ủy hướng dẫn của ngành y tế chủ động tích cực cùng với các cấp các ngành vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phòng chống dịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ hội viên và nhân dân định hướng cho người dân chủ động phòng bệnh, huy động sự vào cuộc của cả xã hội nhằm thực hiện thắng lợi việc phòng chống bệnh, hạn chế tổ chức các hoạt động đông người, lễ hội. Việc bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Sở Y tế cần đề ra những biện pháp sát thực có hiệu quả bảo vệ sức khỏe của người dân. Tại Đại hội Đảng các cấp cần thực hiện đúng quy trình phòng bệnh để Đại hội diễn ra vừa trang nghiêm, vừa đảm bảo an toàn.